Thưa quý vị, người đàn ông này tên là Ngô Lâm, từng bị ung thư máu và đã trải qua 6 lần hóa trị và 25 lần xạ trị. Nhưng giờ đây thì anh là một vận động viên chạy bộ, tham gia nhiều giải marathon đường nhựa và cả các giải siêu marathon đường núi nữa. Vâng, hành trình của anh là câu chuyện đầy cảm hứng về những gì mà môn thể thao này đem lại và lan tỏa nghị lực tới cộng đồng. Đây cũng là câu chuyện sẽ có trong mục hình ảnh từ cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt. Khi mà phát hiện bệnh ung thư máu thì tôi cũng có một cái quyết tâm để đi vào viện để điều trị. Con thì còn quá nhỏ, rồi còn gia đình, còn mẹ già. Những cái lo toan, những cái sự sợ hãi đó nó dồn dập vào tôi. Tôi vẫn có niềm tin rằng là sẽ chữa bệnh được thành công. Khi tôi đã có cái sức khỏe ổn định dần rồi thì tôi đến với chạy bộ nó cũng từng bước. Ở những cái thời điểm đầu nó chỉ là 100m, rồi 200m, 300m, rồi dần dần lên 1km và sau đó là 5km và 10km. Từng bước mình thay đổi về cái chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt thì nó giúp cho cơ thể tôi khỏe hơn để tôi có thể hoàn thành được cự ly cao hơn. Tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là hãy đi là sẽ có con đường và hành động là chìa khóa dẫn đến thành công. Một người như anh Ngô Lâm có thể vượt lên trên bệnh tật để có thể đến với thể thao thì những người bình thường như chúng ta hoàn toàn có đầy đủ cơ hội và khả năng đến với thể thao để có lối sống tích cực hơn.